Nóng ông Park Hang Seo vừa trở lại Việt Nam ký một hợp đồng mới. Trong 5 năm qua thầy Park đã giúp bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích vẻ vang tại đấu trường khu vực và châu lục vì lẽ đó ông đã và đang được nhiều nhãn hàng mời hợp tác quảng cáo. Gần đây, ông Park đã ký hợp đồng quảng cáo với một thương hiệu chuyên sản xuất và cung cấp tất cả các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt xuất khẩu ra khắp thế giới. Mặc dù năm nay đã ở tuổi 66, nhưng lúc nào ông cũng xuất hiện với thần thái tươi trẻ tràn đầy sức sống và liên tục tham dự các sự kiện tại Việt Nam và gần đây nhất thầy Park còn chinh phục hang động Sơn Đỏng tại Quảng Bình. Trong một chương trình của Master in The House, ông Park còn giới thiệu sản phẩm và pha chế thức uống theo công thức riêng. Được biết, đây là một trong các món ăn yêu thích mỗi sáng của ông. Hiện nay, câu lạc bộ Post Bandung tại Indonesia muốn mời vị huấn luyện viên làm việc với mức lương siêu cao. Được biết, Post Bandung là câu lạc bộ thuộc top đầu ở giải vô địch quốc gia. Câu lạc bộ này vừa kết thúc hợp đồng với huấn luyện viên Luis Mila sau chuỗi thất bại liên hoàn. Theo tờ báo Tribune News thông tin, sau khi sa thải huấn luyện viên Luis Malia, câu lạc bộ này tạm thời để cho ông Iaia Saneria dẫn dắt đội bóng. Theo thông tin lan truyền, câu lạc bộ đang muốn mời huấn luyện viên Park Hang Seo về dẫn dắt đội bóng. Trong trường hợp ông Park Hang Seo đồng ý, đây sẽ là tin vui đối với câu lạc bộ này. Trước đây, thầy Park đã cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 và hai lần vô địch SEA Games các bạn biết thông tin nào liên quan tới ông park hãy để lại bình luận cho kênh việt tin nóng được biết nhé